Với các quy định mới, gia tăng cơ hội sở hữu nhà ở cho Việt Kiều trong luật đất đai 2024, thị trường bất động sản trong thời gian tới kỳ vọng thu hút thêm nguồn lực lớn kiều hối. Thông tin cụ thể ra sao? Hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Theo báo Dân Việt, luật đất đai 2024 gỡ bỏ rào cản pháp lý và khẳng định quyền sở hữu bất động sản bình đẳng cho Việt Kiều. Cụ thể, tại khoản 3 và khoản 6, điều 4 về người sử dụng đất, quy định người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận, bao gồm cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Bên cạnh đó, khoản 1, điều 44, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, có quyền sử dụng đất ở do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở. Báo cáo nghiên cứu thị trường của Đất Xanh Service nêu rõ, phần lớn Việt Kiều mua nhà và muốn mua nhà tại Việt Nam là phân khúc tầm trung để phục vụ nhu cầu ở thực chứ không phải đầu cơ. Những Việt Kiều hiện có nhu cầu bất động sản đầu tư thường tìm kiếm những sản phẩm đầu tư dài hạn, tập trung vào các phân khúc có khả năng khai thác cho thuê với mức sinh lời cao. Theo nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lượng kiều hối về Việt Nam trong 10 năm trở lại đây duy trì vị trí trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới và trong top 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chỉ năm 2023, lượng kiều hối chảy về cả nước ước đạt khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với năm 2022. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, hành lang pháp lý mới với các quy định rõ ràng, thông thoáng, cởi mở hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Kiều đầu tư, sở hữu nhà tại Việt Nam, kéo theo dòng kiều hối vào thị trường bất động sản. Để thu hút nguồn lực này, các cơ quan quản lý nhà nước ngoài việc thúc đẩy thực thi luật đất đai 2024 cần tiếp tục đầu tư cải thiện hạ tầng giao thông, viễn thông và các dịch vụ công cộng khác để tăng tính cạnh tranh cho thị trường bất động sản. Đồng thời, cần giảm thuế hoặc miễn thuế đối với Việt Kiều đầu tư vào bất động sản. Ông Đính kiến nghị, luật nhà ở 2023 quy định về việc cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong giao dịch mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng không quá 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận và được gia hạn một lần với thời hạn không quá 50 năm nếu có nhu cầu. Ông Trần Văn Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của One Housing cho biết, quy định mới trong luật có hiệu lực sẽ giúp Việt Kiều là người sinh sống ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam từ 1 tháng 8 sẽ được phép mua nhà và được mở rộng phạm vi, không còn giới hạn 50 năm nữa sở hữu như quy định cũ. Hàng năm, lượng kiều hối về Việt Nam là rất lớn từ các quốc gia như Đức, Nhật, Mỹ. Từ trước đến nay, dòng tiền này đa số phải đi qua người nhà, người thân quen do vướng pháp lý. Tuy nhiên, điều này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khi có những trường hợp bị người đứng tên hộ chiếm luôn tài sản. Đây cũng là nguyên nhân khiến lượng giao dịch bất động sản của Việt Kiều khá hạn chế. Đặc biệt, quy định người nước ngoài sở hữu nhà không quá 50 năm và chỉ được gia hạn một lần đã gây cản trở dòng kiều vốn, ông Trung chia sẻ. Ông Trung nhận định, điểm mới đối với Việt Kiều được mua thêm các phân khúc như nhà thấp tầng tại các dự án chứ không bị giới hạn, chỉ được mua căn hộ chung cư như trước đây sẽ tạo thêm thanh khoản cho thị trường. Ông Trung dự báo, ngoài lượng tiền trong dân cùng với dòng kiều hối đổ về sẽ gia tăng nguồn vốn và tạo cú hích lớn cho thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm 2024. Bạn đánh giá như thế nào về kỳ vọng dòng kiều hối sẽ đổ vào thị trường bất động sản trong thời gian tới? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xin quan thông tin về luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2024. Chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Luật đất đai và kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 sẽ tác động đáng kể đến Việt Kiều, người nước ngoài có nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Những luật mới này liệu có tạo ra cú hích thúc đẩy làn sóng Việt Kiều, người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam, qua đó góp phần khởi sắc cho thị trường bất động sản? Hãy cùng đi tìm đáp án cho những câu hỏi trên qua nội dung của video ngày hôm nay nhé. Theo quy định mới của luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2024, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Việt Kiều có quyền mua và sở hữu nhà đất tại Việt Nam. Cụ thể, các điểm chính liên quan đến quyền sở hữu nhà đất của Việt Kiều gồm: đối tượng áp dụng, Việt Kiều là người có quốc tịch Việt Nam nhưng sinh sống ở nước ngoài hoặc người gốc Việt có quốc tịch nước ngoài. Quyền sở hữu nhà ở, Việt Kiều được phép mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không giới hạn số lượng nhà ở tại Việt Nam. Điều này có nghĩa là họ có thể sở hữu nhiều nhà ở, không bị giới hạn về số lượng như đối với cá nhân nước ngoài. Thời hạn sở hữu, không có giới hạn thời hạn sở hữu nhà ở đối với Việt Kiều, tương tự như công dân Việt Nam sinh sống trong nước, họ có thể sở hữu nhà ở lâu dài và truyền lại cho thế hệ sau thông qua thừa kế hoặc các hình thức chuyển nhượng khác. Các quyền khác,
Việt Kiều có các quyền sử dụng, cho thuê, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp và ủy quyền quản lý nhà ở giống như công dân Việt Nam sinh sống trong nước. Điều này bao gồm quyền tham gia vào các giao dịch bất động sản mà không phải gặp hạn chế đặc biệt nào liên quan đến quốc tịch. Những quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong việc sở hữu và đầu tư vào bất động sản tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Bạn đánh giá như thế nào về quy định sở hữu nhà ở của Việt Kiều trong các luật mới này? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Trong phần tiếp theo, hãy cùng đến với các quy định của luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản mới về quyền sở hữu nhà đất của người nước ngoài tại Việt Nam nhé. Số lượng nhà ở được sở hữu, cá nhân nước ngoài được phép mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở, ngoại trừ khu vực cần đảm bảo an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, tổng số lượng nhà ở mà người nước ngoài sở hữu trong một tòa nhà chung cư không vượt quá 30% tổng số căn hộ trong tòa nhà đó. Đối với nhà ở riêng lẻ, số lượng nhà ở sở hữu không vượt quá 10% tổng số nhà ở trong một khu dân cư. Thời hạn sở hữu, đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn sở hữu nhà ở là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận và có thể gia hạn một lần thêm 50 năm nếu có nhu cầu. Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, họ có quyền sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam. Người nước ngoài có quyền như công dân Việt Nam về việc sử dụng, cho thuê, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp và ủy quyền quản lý nhà ở. Tuy nhiên, việc sở hữu nhà đất của người nước ngoài phải tuân thủ các quy định về số lượng nhà ở, thời hạn sở hữu và không nằm trong các khu vực cần đảm bảo quốc phòng an ninh. Những thay đổi này giúp làm rõ và mở rộng quyền lợi của người nước ngoài khi đầu tư vào bất động sản tại Việt Nam, đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia và sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Bạn đánh giá như thế nào về những quy định sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài theo những luật mới trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan, nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé.